Thưa quý vị, hôm nay ngày 24 tháng 2, tức là ngày mùng 6 Tết Nguyên đán Ất Mùi, lễ hội Chùa Hương đã chính thức khai mạc với chủ đề Lễ hội kỷ cương văn minh lịch sự. Hội Chùa Hương diễn ra trên địa bàn xã Hương Sơn trong địa phận huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Vào dịp lễ thì hàng triệu Phật tử cùng du khách khắp bốn phương lại nô nức chảy hội Chùa Hương. Phóng viên Đình Quân đang có mặt tại lễ hội Chùa Hương sẽ chuyển tới chúng ta không khí trong ngày khai mạc hôm nay. Vâng, xin được chào anh Đình Quân ạ. Tôi thấy tại vị trí anh đứng thì có dòng người qua lại khá là đông. Vậy anh có thể cho tôi biết là anh đang đứng ở khu vực nào tại Chùa Hương được không ạ? Vâng, xin chào chị Hương, xin chào trường quay và xin chào khán giả của Truyền động 24 giờ. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại chùa Thiên Trù và hôm nay là ngày mùng 6 tháng Giêng, cũng là ngày diễn ra lễ khai hội Chùa Hương hay còn gọi là ngày khai sơn mở cửa rừng. Và chỉ cách đây ít phút thôi thì lễ khai hội đã chính thức diễn ra. Và như các bạn cũng như chị Thu Hương có thể thấy thì không khí ở đây đang rất là náo nhiệt và rất là sôi động. Và các du khách ở đây cũng đang rất là háo hức để đi vãn cảnh chùa cũng như là cầu chúc cho một năm mới thật là nhiều bình an và may mắn. Và đứng cạnh tôi đây là một du khách đến từ Thanh Hóa, bạn Nguyễn Bá Trang. Và xin chào bạn Trang, bạn có thể cho khán giả truyền hình được biết là bạn có hay đi đến lễ hội Chùa Hương hay không? Và mỗi lần đến thì cảm xúc của bạn như thế nào ạ? Mỗi một năm thì tôi thường hay đến lễ hội Chùa Hương này một hoặc là nhiều lần. Nhưng năm nay tôi đến lễ hội Chùa Hương này vào dịp mở hội thì tôi thấy không khí đây rất là vui và mọi sự chuẩn bị năm nay rất là chu đáo, hoành tráng và trật tự năm nay rất là tốt. Nhưng tôi đến Chùa Hương để vãn cảnh du xuân, để cầu một năm Ất Mùi trong gia đình được bình an và mọi thứ được an khang, thuận buồm. Vâng, xin cảm ơn bạn Trang và chúc cho bạn là cùng gia đình là một năm thật là nhiều may mắn và hạnh phúc. Vâng, xin trở lại trường quay cùng với chị Thu Hương ạ. Anh Đình Quân này, tôi có một câu hỏi này muốn dành cho anh. Đó là được biết là từ mấy ngày trước rồi chứ không phải từ hôm nay, lượng khách từ thập phương đã đến với Chùa Hương. Vậy thì chắc chắn là con đường đến với Chùa Hương này sẽ rất là đông đúc. Vậy thì để có mặt tại Chùa Hương vào lúc này thì anh có gặp khó khăn gì hay không? Theo như thông tin từ ban tổ chức của lễ hội Chùa Hương năm nay thì trong 5 ngày đầu tiên thì đã có hơn 100.000 lượt khách đến với lễ hội và chỉ riêng trong sáng khai hội ngày hôm nay thôi đã có hơn 30.000 lượt khách. Tuy nhiên theo ghi nhận của chúng tôi thì du khách đến đây cũng rất là đông nhưng không có tình trạng là quá đông đúc cũng như là bị dồn ứ, bởi vì có thể hôm nay là ngày mùng 6 tháng Giêng, là ngày đầu tiên mà các cán bộ công nhân viên chức cũng như là người lao động quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Và thậm chí là đường đi từ Suối Yến cho lên đến chùa Thiên Trù cũng như là động Hương Tích cũng rất là vắng vẻ, hàng quán cũng rất là quy củ và rất là văn minh ạ. Và nhưng mà tuy vậy thì chắc chắn là trong những ngày tới đây, khi từ rằm tháng Giêng đổ trở về ra cho đến cuối tháng 3 âm lịch thì du khách đến đây sẽ chắc chắn là càng ngày càng đông hơn. Vâng, và một thông tin khác thì tôi muốn được hỏi anh Đình Quân, đó là qua báo chí thì tôi được biết là trong những ngày vừa qua thì tại Chùa Hương các đối tượng cò mồi liên tục bị cơ quan chức năng bắt giữ. Vậy thì thực tế hôm nay có mặt tại Chùa Hương thì anh có gặp phải cái tình trạng này hay không? Vâng, trong những năm trước cũng như là thậm chí trong năm nay thì mấy ngày trước thôi thì tình trạng cò mồi diễn ra rất là phức tạp. Tuy nhiên thì trong ngày hôm nay, theo ghi nhận của ekip chúng tôi đang làm việc tại đây, thì tình trạng này đã gần như không có. Tuy nhiên vẫn có một số lác đác, một số trường hợp thôi là vẫn có xe chạy theo các đoàn xe du lịch ở đây để mời chèo, cò kéo khách sử dụng các dịch vụ như là thuyền, đò, nhà nghỉ và các dịch vụ khác ở đây. Tuy nhiên thì năm nay với sự tham gia quyết liệt của các lực lượng chức năng cũng như là sự quyết liệt của ban tổ chức lễ hội Chùa Hương thì chắc chắn rằng lễ hội Chùa Hương năm nay sẽ diễn ra thành công và các du khách sẽ có một mùa lễ hội thật là an bình và hạnh phúc ạ. Vậy xin được cảm ơn phóng viên Đình Quân. Xin chúc cho các Phật tử và các du khách sẽ có một chuyến du xuân đầu xuân ý nghĩa nhé. Xin cảm ơn anh ạ.